Anh em nào muốn làm giàu lên ngay Saber88.me, hệ thống chẵn lẻ Momo tự động 24/7, nhiều mini game trả thưởng cực cao. Đường link mình ghi dưới phần mô tả nha. Dâu, bà con sâu. Chào mừng năm, chào anh em đã quay trở lại cùng em bên dưới trong series bình luận về Kali Server. Và đây là 99,9% đến từ server GIV. Đừng quên 30 giờ ngày 11 giờ, 15 giờ và 19 giờ anh em nhá. Còn đây là server GIV với chế độ lựa chọn thẻ, pick thẻ. Cùng tìm đâu? Cùng tìm đối thủ đầu tiên. Ai sẽ đối thủ đầu tiên trong clip này? Bây giờ là server 189. Chúng ta có Sumi. Chúng ta có Yori gì? Và Yori luôn. Uầy, vậy là không có Yori. Nhưng bù lại chúng ta có Init, không ai UM. Để xem tem bạn có gì. Khả năng cao thanh niên này AFK này các bạn. Giờ nay mà chưa pick là khả năng AFK rất cao nha anh em. Giờ nay mà không chưa pick thì khả năng AFK rất cao. Wow. Vậy là tin chính thức là tối hôm qua thì iPhone 14 đã ra mắt và Apple Watch đã có thêm bản Ultra. Một điều thay đổi đến từ vị trí của iPhone 14 đó chính là bỏ tay thỏ và thay vào đó là hình viên thuốc. Viên thuốc này gọi là cái gì đây? Nó còn bỏ luôn cả sim vật lý nữa anh em ạ. Vãi là chỉ chơi eSIM luôn. Chất nhè. Tiền đâu mua iPhone 14 rồi anh em. Tiền đâu mua iPhone 14 bây giờ? Giá vẫn là 1.000, giá vẫn max ping là iPhone 14 Pro Max là 1.099 đô, đúng không? Quy ra tiền Việt Nam thì đô hiện tại 23, 24 gì đó thì quy ra tiền Việt Nam thời điểm hiện tại thì cứ phải 50 củ một con thì ạ. Những ngày thằng nào về đầu tiên ấy, thằng nào thích kiểu hàng độc lạ, những ngày đầu tiên, người đầu tiên Việt Nam sở hữu các kiểu thì tất nhiên là cái giá nó phải chát rồi, đúng không? 40-50 triệu, đồ tầm khoảng 40 triệu này anh em, không có giá rẻ hơn đâu. Mình cũng nghĩ phải tầm đó, đúng không? Phải tầm 40 củ, không có giá rẻ hơn đâu. Nào, quay trở lại với game, chúng ta có Sáng Thế Giản đối đầu với Miku và Tứ Hồn. Gần Tứ Hồn này. Đối đầu với Miku gần Tứ Hồn thôi. Thì không có độc chiều, khá đáng tiếc, đúng không? Ở đó có độc chiều chắc chắn là Init sẽ lên có độ thì nó lại xài nhờ đánh như này. Mình đang không hiểu tơn ba rồi á, vãi mẹ mày, nói chuyện nó tơn ba rồi, vãi lọ thật, chủ quan đấy. Không chết hay thế nhỉ, không chết thì lại làm gì ta. Mời này không chết để làm gì khi tơ sau Miku bảo vẫn chết, tức là không có tay ấy. Không có tanh nữa cơ. Choáng. Đúng rồi. Không chết để làm gì cũng khó nhỉ. Nhịp này. Chóa, cũng chóa cũng chết, nó vẫn vả ra phát anh em ạ. Sợ gì, thấy sợ gì nhá. Ấy à, nó con hàng gì nhỏ, Tachibana hay vẫn đi và Unit. Ấy à, con kia lại đánh như sập đôi, hai con tí đằng sau chứ, vãi bèo. Kìa, khó hiểu cái thanh niên 99 này. Tôi đang hơi khó hiểu trong pha xử lý vừa rồi, nhưng mà vẫn là chiến thắng dành cho thanh niên này thôi. Hơi khó hiểu trong nhịp xử lý vừa rồi đến từ thanh niên này.
Chúng tôi cũng đang không hiểu điều gì xảy ra. Mẹ là con hàng mình đi cũng chết chứ vậy. Em cày nhà, tự nhiên ăn đam một mồm nhà. Mẹ ai sợ cày, anh em thấy cày không? Tự nhiên lại ăn đam vào mồm như vậy. Orochi còn hồi sinh cơ. Đã thấy Orochi còn hồi sinh cơ. Không có tình huống hồi sinh nào đến từ Orochi. Một pha xử lý rất khó hiểu đến từ thanh niên xe 99 này. Dù sao đó cũng là một trận thắng rồi. Chúng ta sẽ cùng đến với game đấu số 3. Vâng, chính xác là 2-0 dành cho Amin G rồi. Khi mà đối thủ đã quit, một đối thủ quit game đấu đầu tiên. Trang Bèo Bani Clark. Tiếp theo chúng ta có Billy nhờ. Phải lấy một con tanh rồi. Không có tanh khổ lắm. Và An Béo là nhân vật cuối cùng mình sở hữu trong 4 sự lựa chọn của mình. Nhà bạn có Nam Led Lee, Krauser và Vanet. Nghĩ đến thôi cũng thấy khó chịu rồi nhờ. May mà lấy con gì nhờ. May mà lấy con Billy đấy nha. Mày tỉnh táo lấy con Billy. Đùa. Không tỉnh táo lấy con Billy lại mệt. Không lấy đâu ra tanh mà chơi, đúng không? Ấy, tôi bảo anh em rồi, trong 4 sự lựa chọn anh em nên ưu tiên 2 đam, một hiệu ứng và một tanh hợp lý nhất, đúng không? Tương với là hai đả chỉ có nhiều một vậy. I love you. Hai đả một ký yêu một vậy là hợp lý nhất rồi trong bốn sự lựa chọn đầu tiên, nên thế nhỉ anh em, nên thế là hợp lý nhất. Đấy, anh em có một cái đội hình mà nó tránh tình huống, tránh cái tình trạng mà đội hình chúng ta nó không đồng đều, đã nhiều không có tanh hay là không đủ đam hay là không đủ hiệu ứng các kiểu các kiểu. Thuật thế nhỉ, chiến thuật thế nhỉ. Hay quá. Mẹ mày làm cho hai quạt choáng. Ảo Makara đến từ vị trí của Terry nha ạ. Tớn trước choáng, tớn nay mà lại làm một đấm choáng nữa. Làm cho thanh niên Trang Béo đến từ server 185 này đang bắt đầu cảm giác khó thở ở đây, khó chịu. Nửa nháy kinh nhè, choáng phát nữa cho mày hết hơi rồi lại. Vậy là chúng ta không có cú choáng nào cả, nhưng mà có cú chí. Không có cú choáng nào nhưng mà lại có cú chí này thì nhử với chúng tôi là đấm hai quả choáng của Terry là mày biết là mày phải điềm lắm rồi mà mày cần cố chấp để làm cái gì, đúng không? Đấm hai quả choáng như thế là phải hiểu là điểm nó đang đến rồi. Ông nội, ông tướng, ông còn cố chấp. Tôi thật sự là không hiểu. 3-0 dành cho Amin G. Chúng ta cùng đến với game đấu số 4 nào. Quá cố chấp và tất nhiên sự cố chấp của thanh niên vừa rồi nó phải trả giá rất đắt. Game đấu số 4 Major CM24. Hinato cũng ngon, Mari cũng ngon anh nhỉ. Chít xanh, chít sờ xanh. Nam Led, quên, An Béo, Athena và số bớt ạ. Vâng, tất nhiên chúng ta sẽ lựa chọn Athena Idol. Bên kia Terry, Maxima, úi giời ôi, combo nó bắn ra thì Idol nó lại trong Idol ấy chứ lại. Bắn ra thì nhích người ra turn 1 luôn đấy chứ. Người tên một nói chung là tên sau thắng luôn nên nhà nhìn với kiểu này chắc chắn là tên sau nhà thắng luôn, không phải là suy nghĩ quá nhiều. Tên sau nên nhà nhìn cái là biết thắng. Tên này nó chỉ sao nổi nha,
Con bu này nó chịu sao nổi. Con bu này cứ chịu mắt này. Vẫn chịu được à? Giỏi đấy. Vẫn chịu được cái combo này cũng giỏi ấy nhờ. Robert với cả Taiko nào. Chết cùng một nhịp ạ. Vậy là không có Robert, không có Taiko. Định sử dụng cú choáng hai turn đến từ Hinato. Rất tiếc là Maxima sẽ chuẩn bị giải ra sau cú đấm này đến từ vị trí của Taiko. Chưa giải ra được à? Chuẩn bị giải ra chưa? Mẹ một quả chí khét lẹt đấy nhỉ. Chí khét sờ lẹt đấy. Khét sờ lẹt đấy. Thằng robot tới đây. Chúng ta còn sợ xuất hiện của robot tím. Cái tím của cái xanh giờ này. Xanh tím rồi. Cũng chỉ là của cái xanh tím mà thôi. Thằng nó dễ dàng lên đấu số 4 cảnh trang mình gì. Nhưng mà tem bản nó quá sâu. Tem bản nó xấu về cả chất và cả lượng luôn anh em. Cả chất và cả lượng luôn. Đấy, chúng ta không chết ai. Rất tiếc là có hồi phun được máu không nhỉ. Ui, vậy là vẫn phun máu nhẹ nhàng nhờ. Vậy chính thức chúng ta có một game đấu nó là hoàn hảo. Vâng, chính thức chúng ta có một game đấu hoàn hảo. Hoàn hảo từ việc giết 8 người tem bạn luôn. Coi như là sắp đào toàn bộ luôn. Clear toàn bộ tem địch luôn. Thứ hai nữa chúng ta không chết một ai. Thứ ba nữa chúng ta phun máu, vâng, vẫn xanh cây luôn anh ạ. Vẫn nguyên cây máu luôn. Và đây là một game đấu theo mình đánh giá có thể gọi là một game đấu hoàn hảo nhất là mình từng chơi. Đúng không? Hồi trước mình cũng từng có một game đấu mà mình giết 8 người đem họ rồi, nhưng mà mình chắc chắn là không bao giờ phun lại được cây máu như thế này. Đúng không? Và đây là game đấu hoàn hảo nhất là mình từng chơi thì phải. Không chết ai. Phun cây máu và clear hết nhà bạn. Mẹ quên mẹ mất mồm vừa nói là ít nhất phải cầm một con. Ít nhất phải cầm một con tanh. Khổ. Đấy mày quá, con leo solder tanh. Thực ra leo solder là kỹ ấy. Trang béo à, ô quát à. Trang béo ô quát à. Trang sờ béo anh nhá. Mẹ bắt lỗi. Trang béo đánh được quả đái là mẹ là quần luôn anh em, sợ thật. I love you. Trang béo đánh được quả đái là mẹ ra quần luôn, bãi huyết kìa, sợ thật. Trang béo gì đi nữa là một cái gì đó, nó một tinh khủng thật. Thằng béo GAV nó vẫn làm một cái gì đó nó quá kinh khủng mình nhỉ. Bãi huyết kìa. Bãi huyết kìa. Ông cố nội ạ. Kinh quá. Bãi huyết thằng béo. Kinh quá anh em ạ. Bãi huyết trên này thì ai cưỡng được. Mày quá nó không hồi sinh gì nhà mày. Nhờ một con Metacool cũng mang đến quá nhiều điều khó chịu. Nhưng một con Metacool thì cũng không đùa được. Mình không có tanh nữa. Ông quát thì bại huyết thì mang tanh nhau đấy nhà. Không có bại huyết thì mang lên tanh được.
Như là con tay bằng mắt nên ta xin được một đại sát thương. Nếu sai lần nha, sai lần đâu phải leo la. Ôi ôi, nếu bạn huyết thì lại ngon nhỉ. Nếu dính bại huyết thì lại ngon anh nha. Nếu dính bại huyết nếu làm gì được, nếu đẩy lên được. Ngoại nạn trong tình trạng thiếu máu này. À, thiếu máu lên não đấy, tự quát rồi. Không chịu được anh em. Cày nha, mẹ con chàng béo đánh đúng thật. Đúng quá. Mẹ nó ô quát tôi nghĩ bạn biết thì để lên tay chém choáng không nhỉ. Không có chém choáng thua rồi. Xem choáng thì thua rồi. Một chiêu đấy thì nhà cày thế thua rồi, thua rồi. Mẹ đâm mình bại huyết hai con thốn quá, mẹ không bại huyết mình để lên tanh mẹ rồi. Chính bại huyết rén nhá nó để lên tanh nghèo, nó hết máu rồi còn đâu nữa. Cùng đến với game đấu số 6, game đấu cuối cùng trong clip này. Vậy là sau 4 game đấu chiến thắng thì chúng ta đã biết đến mùi thua game đấu số 5. Kyo. Đây là Mari. Giới thiệu anh em, đây là quả nón sơn lần hỏi nhé. Của thằng Anh thì phải. Nó thằng Anh đeo đội nhầm quả mũ hai sĩ của mình vậy. Kyo. Yasuo hay hen nhỉ? Yasuo đây các bạn. Yasuo bên này như có phản đòn đấy sao? Ui dồi ôi, mẹ vãi cả đại đế ạ. Vãi cả đại sư đế ạ. Đại đế có chóa. Không, đại đế có tất cả mọi thứ anh nhỉ. Ồ, đây không phải đại đế. Vãi thật đấy, mẹ, thằng kia nó lừa mình ạ. Trời ạ. Thằng chó lợn đây là mình cứ tưởng đấy là đại đế chứ không phải. không phải. Động đất à, không phải. Đây là đại đế đang chưa ra. Mẹ, giật mình mà ơn mẹ, đánh ra phản công. Ôi, ra siêu hội, bốc hơi luôn anh ạ. Đáng sợ thật. Mà ngồi sinh tập 2 theo ra siêu vậy. Đại đế à? Kinh dị quá anh em, ra siêu bay mẹ luôn. Bay mẹ cái nội tại hồi sinh luôn. Cưỡng thế nào được, ngả mũ mà bái phục là được không? Ngả mũ, bái phục đại đế thôi. Anh đánh thế thì em chống cho mẹ được. Áp lực mẹ chồng áp lực cái kia này. Áp lực mẹ chồng áp lực cái kia này.
Là siêu ra đến mặt trời đâu ạ? Kinh vãi. Là siêu sống được đúng 3 tơn này nhỉ? Vãi bịt thật. Vãi thật sự luôn đấy. Quá vãi đến từ vị trí của đại đế. Hai anh em đại đế lừa mình, là mình giật mình trong suy nghĩ của mình. Bây giờ cứ Diamond nhìn giống như đại đế vậy. Kiểu ơi, clip ở đây có lẽ là chúng ta cũng kết thúc clip này đây thôi. Hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Đừng quên nhấn like, subscribe cho mình gì mission và tất cả những chèo ở nhá. Nên là Cùn mặc dù có giới hạn sát thương hồi phục tốt, nhưng mà trên một đại đế như thế này thì cũng không chống được anh em. Hiệu ứng nó cứ ngập mồm như thế này thì là ngợt. Bye bye, goodbye, see you again. Hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo cùng với Amazing. Thank you.